Ừ. Ừ, cứ đứng đó đi. Tao cho con hình thù coi. Trời trời. Nhìn thấy tướng giống như mấy ông vô gia cư, kiểu như là sống mà không có tắm luôn các bạn. Ghê. Hay là mình là người vô gia cư? Có phải là người vô gia cư không? Mến chào quý vị và tất cả các bạn. Quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại ngay cái bến mà bà con đi cào bắt tôm bắt cá, để họ đem lên đây để bán cho thương buôn đó quý anh chị và cô chú. Thì gần đây có một chú cũng như là ông đi bắt tôm bắt cá, rồi hai vợ chồng của chú ghé đây. Và cái lúc mà thời gian mà chú ghé đây á, là khoảng cỡ 3 giờ sáng để chờ thương buôn á, họ đến đây để mua tôm mua cá của chú. Rồi á là chú lên cái võng phía bên đây chú ngủ với anh chị và cô chú. Còn bà vợ của ông chú đó thì ngủ dưới ghe. Hai vợ chồng của chú thì người vợ khoảng cỡ 62 tuổi, chú là khoảng cỡ 65 tuổi quý anh chị và cô chú. Thì ở đây là quê nội của mình là Bến Tre. Mình được một người anh ở ngoài đây cũng như là anh có chia sẻ cho mình biết, thành ra mình mới hiểu rõ về thông tin của hai vợ chồng chú đó đến đây bán cá, bán tép, bán tôm với anh chị. Thì chú có kể cho ông bên ngoài nghe, ông bên ngoài là ở địa bàn đây. Ông nói là ông lên chiếc võng bên đây ông nằm, ông ngủ. Lúc 3 giờ sáng là ông bị ma kêu bằng dọ khủng khiếp luôn. Đó. Nhưng mà trong lúc ông ngủ ông bị ma đè rồi ma bóp cổ luôn với anh chị và cô chú đó. Rồi ông mới kêu vợ ông, thì lúc đó là ông kêu không nổi. Thì mình có nói là chắc có thể là người chú đó ổng ngủ ở trên võng á, máu nhiều khi chạy không đều rồi bị kiểu như gây ra một cái ảo giác gì đó đó, rồi làm cho thấy cái bóng đen bóng ma gì đó bóp cổ chú không chừng. Thì cái ông bên ngoài á, ổng nói á, không phải, bữa đó là chú á, dẫn vợ chú ở dưới ghe chạy lên một mạch lên trên nhà của ông anh trên này để chờ thương lái lại để mua tôm luôn quý anh chị. Chứ thật sự là đêm hôm đó là họ bỏ chiếc ghe đây luôn. Họ nói bây giờ nếu mà mất ghe thì mất gì mất, họ không có còn sợ nữa, tại vì họ đã cột cứng ở đây rồi. Rồi tới 5 giờ sáng là thương buôn á, tập trung lại đây rất là nhiều để mua tôm mua cá. Rồi trong một cái buổi sáng đó là chú kêu vợ chú nấu cơm rồi mần con cá bung lao, nấu canh chua bằng cúng cho ông bà cô bác ở đây quý anh chị và cô chú. Thì thật sự mình đến đây á là mình nghe cái mẩu chuyện của ông anh ở ngoài chia sẻ cho mình là có thật 100% với anh chị và cô chú. Tại vì ông anh ở ngoài này á, thì mình đến đây mình ghi hình, mình có hỏi anh, tại vì đất ở đây là khu vực của nhà nước, còn đất của ông anh là phía bên đây đó. Tại vì mỗi lần mình lại đây á là anh biết mình là đi ghi hình về tâm linh, đặt cái vụ có những cái chuyện gì mà nó xảy từng xảy ra đây thì anh sẽ chia sẻ cho mình biết. Và anh chia sẻ nhiều cái câu chuyện tâm linh rùng rợn rất là nhiều, tại vì lâu lâu của mình ghé đây cái mình uống nước trà với anh á, nhưng mà hôm nay mình chỉ kể bao nhiêu thôi, những
là ví dụ mình chỉ kể những cái mẫu chuyện mà nó mới cách nay khoảng cỡ một tuần thôi quý anh chị và cô chú đó. Thì hôm nay á, mình đến đây mình tính là sống kiểu như là sinh tồn, sống thử thách sinh tồn ngay cái võng người chú nằm bị bóng ma đè các bạn. Hôm nay là mình thử thách sinh tồn bằng tay không luôn. Đó. Thật sự là hồi sáng tới bây giờ là mình chỉ có sáng đi tập thể dục thì mình uống một ly cà phê sữa. Cho đến hiện tại là mình chưa có ăn cái gì hết. Thì hôm nay mình muốn vào đây thử thách sống sinh tồn bằng tay không quý anh chị. Hôm nay chơi liều đi. Rồi sẵn mình khám phá về tâm linh ở cái khu này, xem thử hôm nay có xuất hiện tâm linh, ma mị và một cái điều gì đó nó bí ẩn để làm cho người chú phải bỏ chiếc ghe để chạy lên trên bờ, lên trên kia, kể cho bà con nghe rất là rùng rợn quý anh chị và cô chú. Thì quý anh chị và cô chú nào mà mới biết kênh của mình á, nếu mà cảm thấy cái video của mình thích thì nhớ cho mình xin một người một like ha. Nếu mà thích hơn nữa thì nhấn vào cái nút subscribe để mở cái chuông ra, cũng như là nút đăng ký kênh á, là hoàn toàn miễn phí ha quý anh chị và cô chú, để đón xem mà mỗi khi mình đăng lên YouTube ha. Còn fan hâm mộ cũ của mình á, thì mới vừa vào là cứ nhấn like liền nha cả nhà. Bình luận mạnh mạnh lên, có cái gì đó thì cứ bình luận, mình sẽ đọc từng comment hết ha. Thì bây giờ mình mời quý anh chị và mời các bạn và mời cô chú cùng đồng hành với mình. Qua nữa tiện đây mình xin cảm ơn chú Năm Si ở bên An Giang có ủng hộ cho mình là bằng 320.000 để có tiền đổ xăng để mua đồ cúng, hay là góp một cái phần nho nhỏ của chú để ủng hộ mình ông bà của chú. Gì vậy trời, mới ngồi ở đây là nghe lục bục ở dưới luôn trời. Ai vậy? Ủa, hồi nãy á, là mình chạy xe giờ lội tới cái vị trí này nè, là mình nhìn ở dưới sông là không thấy một chiếc ghe nào hết trơn các bạn. Chỉ thấy có một cái ông anh mà hồi nãy ổng đi hái gì ta, đi hái cốc kèn để đem về cho con dê á nó ăn. Rồi ông anh á là chạy ra ngoài này, ông anh nói ở trong đó có một cái con gì nó rất là lạ lắm, nó hú lung tung bang hết, thành ra anh mới chạy về sớm ông bà cô chú. Thì hồi nãy mình có quay sơ sơ cho ông bà cô chú xem là một cái khúc video ban đầu nãy. Vậy thôi bây giờ mình mời cả nhà cùng đồng hành với mình ha. Ai vậy? Hôm nay trời mưa bão, quý anh chị và cô chú, mình nghe đài báo quá trời luôn. Truyền hình thông báo quá trời bão số 6. Thì hôm nay mình đem theo cái tấm lán này, nếu mà ông trời có mưa thì mình sẽ giăng lên ha, để che chắn những cái đồ công nghệ của mình quý anh chị và cô chú. Cái giọng này thì mình không biết cái giọng của ai văng ở đây, có mình nghe nói lâu rồi các bạn chứ không phải là mới đây ha. Mà thời gian gần đây á là ông chú ổng ngủ đây á bị ma nó bóp cổ ông bà cô chú và các bạn. Ôi má ơi,
nghe gì lung tung beng vậy ta? À sao đây ma dữ vậy trời, còn ở dưới đây á là mình thấy có một cái bóng gì đó nó trắng trắng, nó nằm ở dưới đó các bạn. Bây giờ mình đến ngay cái vị trí này á là mình cảm thấy ở phía bên đây cũng có vong, mà bên đây cũng có vong luôn quý anh chị và cô chú. Ở đây là hoàn toàn không có một bóng người, không có một chiếc ghe nào hết ha. Con gà ở đâu mà ghé đây vậy trời, lại vậy, không lẽ gà rừng nó ngủ ở trên mấy cái cây này ta? Chắc chắn ở đây là mình không có buông cái máy ra được không bầu chú. Trong đây là mình thấy rõ ràng, rõ ràng đó, bốc gì nó cho mình các bạn thấy không? Ồ, hello, không biết người hay là ma. Mà giờ cầm bùn cầm đất chọi về sao được? Giờ giấy. Giờ. Có hiểu không? Vốn làm vậy trời ơi, ở đây mình không biết là có vô hay không các bạn, nhưng mà tiếng động rất là nhiều. Ở bên đây á thì mình cảm thấy có một cái bóng đen xì lì tóc dài thòn, đang ôm cái chữ là H truyền hình Vĩnh Long các bạn, truyền hình Vĩnh Long họ viết tắt ha. Sao lại vậy ta, chỉ vậy? Chỉ gì đây? Cái này ma thật các bạn. Không lẽ vong này là bỏ hổm dọ và bóp cổ ông chú ngủ để chờ thương buôn đến buôn cá buôn tép phải không? Chỉ gì? Chị ai vậy? Đứng đi, tôi lại cho hỏi thăm xíu. Cái gì ta? Còn ở trong đây thì tiếng động dữ lắm các bạn. Hôm nay vào đây tính thử thách sống sinh tồn bằng tay không, nhưng mà gặp ma gặp quỷ nó ám không có sống được các bạn. Đặt thí dụ bây giờ mình ở đây mình kiếm rau gừng mình ăn, mình luộc mình sống cũng được.
Cái gì mà mình bị cái con ma này nó ám rồi, không biết ở đây mấy con, nhưng mà mình cảm thấy ở đây có rất là nhiều ma nó ám các bạn. Hello, chào ông Linh. Mình là vong hồn từ nơi nào đến đây? Hả? Từ nơi nào? Ồ, đừng làm bậy nha. Tôi là người đi sống sinh tồn bằng tay không mà. Đừng có quánh. Làm vậy? Nó mới di chuyển qua bên đây các bạn. Vong này thì mình không biết là như thế nào ha. Lạ gì trời. Ở đây là lát thiên nhiên tự nó lên ông bà cô chú, chứ không phải là người ta trồng ha. Ghen cái gì, cái bông hồi nãy tôi đã thấy bay sạc sạc vô trong cái bữa lát này nè. Có cần giúp đỡ gì thì ra, chứ núp núp ló ló vậy rồi ai mà biết để mà giúp cho. Có hiểu không? Mới nhảy cứng cứng đâu trời, không lẽ ma da trời. Quý anh chị cảm thấy rất lạ không? Thấy cái miếng đài truyền hình không quý anh chị và cô chú? À, bên đây mình thấy cái bóng đang đen đang đứng ở trong các bạn. Cho nó cầm cái gì nó muốn trộn mình các bạn ơi. Ở trong này mình cảm thấy nó tối tăm, nó âm u kêu bằng khủng khiếp luôn các bạn. Nó mất tiêu rồi chạy. Không lẽ mới đây nó di chuyển qua bên đây các bạn. Mình nghe ọt ạt bên đây nè. Ở đây có cái bụi dứa luôn ông bà cô chú. Dứa gai. Mà mình nghe ở dưới có một cái tiếng đi. Không lẽ cái vong đó nó di chuyển qua bên đây rất là lẹ vậy ta.
Hết thấy rồi mà cô chú. Để mình xem cái giống này có chắc chắn hay không ha. Hôm nay là mình tính sống thử thách ở đây á, là cho đến một ngày một đêm luôn bà cô chú. Để coi nếu mà đói ăn cái gì sống mới được. Mình không có đem dao và mình không sử dụng hột quẹt luôn. Vô ở đây thì có thể là mình hái một trái uống được các bạn, nhưng mà hái là phải xin, chứ không xin mấy cái cây mà họ xịt thuốc á, uống cho cái chết luôn. À đứng đó vậy gì trời. Mình thấy cái bóng đen thù lùi đứng như đó các bạn, mới chọn mình một cái hết hồn hết dưới chưa. Ở dưới đó đó, nó nghe nè, tất cả các hương linh không nên phá tôi ha. Nghe họ lên tiếng các bạn, mà mình cảm thấy họ rất là giận dữ. Thì tôi là người sống thử thách sinh tồn về tâm linh. Nếu mà vong linh nào đặt cái vụ đến đây mà có cần cái sự trợ giúp gì thì tôi sẽ giúp đó. Còn tôi đến đây thì nãy giờ tôi cũng quên xin tất cả các vong linh là tôi muốn ở đây để sống là một ngày một đêm. Các vong linh có đồng ý cho tôi sống ở đây hay không? Đuổi mình các bạn, cứ giấy. Trời ơi, đừng cứu đây của nhà nước mà người ta bỏ quen chứ đâu phải. Cứu hương linh đâu, hương linh đâu là đây. Ghê, tóc trời thòn luôn, ghê chạy. Đó các bạn thấy không? Đâu có gì đâu, tôi là người đến đây sống trải nghiệm về nói chung là muốn sống khắc khổ á, hiểu không? Tôi nghe bà con cô chú đây nói là ở đây rất là linh thiêng, mục đích tôi đến đây sống để tìm vong thôi. Đó. Mình chết lâu chưa mà mình đến đây mình ngự trong cái lồng này ớn vậy? Ghê trời. Phải bông nãy không ta? Bông nãy thì mình cảm thấy không rõ quý anh chị và cô chú. Nó cầm cái biển của đài truyền hình đó, nó nhảy cứng 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 giống thịt ma da với nước vậy á. Còn vong này thì mình cảm thấy là họ không có nhảy, họ đi kiểu như là nó phớt phớt ở trong lá. Cũng có nhiều bạn, nhiều anh chị nói anh đi ghi hình anh nhớ cẩn thận ở dưới sông dưới suối, anh đừng xuống làm gì.
Và cũng có một số bạn á, một số cô chú nói mày quay trên bờ mày không xuống về sao mày tiếp cận với vong rồi mày không có thăm nó. Nó bây giờ nó cũng chớ chiều vậy đó. 5 năm các bạn. Vậy thôi bây giờ mình cũng không biết làm sao. Mình cố gắng mình đi quay hết khả năng của mình ha, chứ mình không có lừa biến được quý anh chị và cô chú. Kìa. Ở trong đó đó. Quý anh chị và cô chú thấy không? Hello. Cái vong này á, mình cảm thấy nó đang dụ mình hay sao đó không bà cô chú? Ở đây thì mình cảm thấy rất là dơ dáy luôn. Các thứ trôi về đây. Các bạn thấy không? Quá trời không dữ. Tóc tai nhìn thấy ghê vậy. Vong này hình như là nó ở trong lòng đất nó mới chui ra hay sao đó ông bà cô chú. Mình cảm thấy là mình mẹ nó dính bùn không à. Cứ được mình chạy lên bây giờ nó đâu mất tiêu rồi ta. Hôm nãy mới gột qua tới đây trời. Lẽ gì? Đang núp ló ló dưới các bạn. Mà nó trội toàn là bùn ngon không à. Thôi lên đi. Đã giờ lắm. Vong này nó ở dưới lòng đất nó chui lên các bạn. Cái vong này với cái vong bên đây hình như là một chứ không có hai được. Nhưng mà mình cảm thấy là nó biến hóa rất là nhanh lẹ luôn quý anh chị và cô chú. Có phải là Hương Linh ở trong lòng đất mới chui ra không? Trời trời. Trời dính vô cam cái là bể máy luôn các bạn. Trời ơi, ở trong bụng mới chui ra nha. Mới gặp được người như vậy.
kiểu như là nó ở trong bùn rồi bắt đầu họ chui ra đó các bạn. Mới chui ra cái họ thấy con người của mình kiểu như là họ hứng thú hay sao á. Trời, nó giờ dính máy luôn á, dính bùn luôn các bạn. Họ mừng rồi họ kiểu như là mừng quá khó tả hay sao. Rồi nhiều khi họ không có nhận thức được đó. Hay là những cái vong này là ngày xưa là họ đã mất là thời kiểu như thời Bảo Đại á, không có quần áo mặc ở trần, rồi bắt đầu lấy cái gì đó che cái bộ phận dùng kính lại các bạn. Lạ vậy á. À, quý anh chị và cô chú xem nè, cái dấu chân của nó là nãy giờ nó quằn nhừ luôn ha. Nhờ đây luôn các bạn. Mình muốn biết là cái hang của nó là ở đâu mới được. Chắc chắn là những cái vong này là nó có hang các bạn. Ở trong hang nó chui lên á. Giờ trốn ha, giờ trốn ha. Trốn cái gì? Tôi biết vong linh là ở trong cái hang này nè, ở trong cái lùm lát này nè, có hang. Chứ không phải không có đâu. Gặp người có duyên của tôi là cũng như là mừng rỡ phải không? Nó mới chạy trốn qua bên đây nè các bạn. À, có vẻ vậy. Mấy cái vong này nó gặp con người nó sợ hay sao? Cả nhà thấy không? Đó. Anh đang trú ẩn ở trong cái hang đó. Chơi trộn nữa ta. Chơi vậy là không tốt rồi. Rồi đây mình nghe giống như là có nhiều cái con gì đó nó đi, nghe lẩm tẩm ở dưới sông luôn các bạn. Mà cái vong này nó đang chốt ở trong cái rừng lát này nè. Là hôm nay mình muốn vào cái rừng lát này để mình xem cái hang của nó là ở đâu. Hoặc là mình vào ở trong một cái rừng ở trong này quý anh chị và cô chú, rừng lá ha. Không lẽ mới gọn qua tới đây ta. Tôi phát hiện có một chú chăn bò bên kìa. Tôi sẽ kêu cái chú chăn bò qua bên đây á, là sẽ đuổi hai hương linh ra khỏi cái cục đất này. Hai hương linh biết không? Đó,
ở đây không biết hai hay là một các bạn. Mình cảm thấy là bên đây cũng có vong, mà bên đây cũng có vong nữa, là không biết bao nhiêu vong linh. Nhưng mà mình đang nghĩ là suy nghĩ kiểu như 5 năm đó các bạn. Ồ, mắt dưới hả? Ờ à, dưới có gì hấp dẫn không? Có gì vui không? Có gì vui không? Ồ, mắt họ mắt mình xuống các bạn. Cái gì? Ờ à, đó là cái gì? Từ từ các bạn, như khi họ dụ mình á, mình không biết là vong hiền hay là vong dữ ha. Cầu mong hôm nay gặp được vong hiền các bạn. Chỉ gì? Cái ổ hôn linh nằm đâu? Ở trong lòng đất á hả? Ra dấu gì khó hiểu quá vậy? Muốn ăn hả? À, muốn ăn thì lên bờ đi, làm hiền lại. Không hiền được hả? Trời ơi, muốn ăn là phải làm hiền chứ, muốn ăn mà không có làm hiền được vậy ai mời cho ăn? Mình mất lâu chưa? Vong này chắc mất lâu rồi các bạn. Thời cổ đại, thời vua Bảo Đại tới giờ còn cái vong này xuất hiện hay gì vậy ta? Cho tôi xem mẫu dạng một xíu đi, rồi làm hiền chút rồi hỏi thăm chút coi. Ơi hung dữ vậy mà đồ ăn. Nhưng mà phải cho tôi sống ở đây là một ngày một đêm nha hả? Trời ơi, không cho sống về sao cho ăn? Phải hiền hậu đi chứ, không giữ vậy sao được? Tôi nói chung là hôm nay là ở xe đến đây là lý do ở nhà vợ bỏ rồi đó. Muốn đi sống sinh tồn bằng tay không nè. Vô đây nghe bà con nói có người chú ngủ trên võng này bị ma đè đó. Cười nghe ghê vậy đó các bạn xem. Mình không dám đem cái máy lại gần đó, nhiều khi họ chọi á trúng cái máy mình hư luôn các bạn. Cái gì? Xuống đó làm gì? Xuống đó đâu có ích lợi gì đâu. Mà cho hỏi đó là ở đây có bao nhiêu vong người kiểu như là thời Bảo Đại? Một hả? Có mấy vong thời Bảo Đại sống trong lòng đất chui ra hả? Trời trời, ghê vậy. Ở đây tôi cảm thấy
đâu có thích hợp để vong linh ở dưới đất chui lên để sống đâu. Ở đây là chỉ có dừa nước thôi, nhưng mà bằng tay không là ăn không được đó. Còn rau ở đây á là không có gì ăn luôn, còn toàn là rau để cho con dê nó ăn không à, con người ăn không được. Còn cái việc mà mình ở đây á là mình kiếm cái gì mình sống, kiếm gì, kiếm sông á hả? Rồi chắc có thể là mấy cái vong này họ ở dưới lòng đất chui lên rồi canh tàu thuyền, người ta đến đây kiểu như bán tôm bán cá nè, rồi bắt đầu dọ người ta cho người ta chạy để lấy tôm lấy cá ăn ông bầu chú. Thôi cho tôi xin mở cái võng nằm nghỉ xíu nha. Đó. Vong ở dưới lòng đất chui lên, ở dưới đất đi, đứng lên đây làm gì? Muốn làm hiền, muốn ăn uống thì phải làm hiền lại. Thảo này muốn ăn uống mà hung dữ không muốn mình, không cho mình ở đây các bạn. Họ đang làm gì? Họ kêu mình làm gì đây các bạn? Xuống cho tôi xem mọi dạng một xíu đi rồi tôi cho ăn, giúp đỡ cho. Cái gì? Họ đang ăn càng con cua hay con tôm các bạn? Càng con tôm, càng xanh luôn mới ghê. Rồi. Họ ở dưới đất mà chui lên bắt được tôm nữa trời. Có tài dữ vậy? Nào quý anh chị cô chú thấy không? Cái mình tôm đâu vậy? Ăn no hả? Càng này hiện giờ là mình cảm thấy còn tươi các bạn, nó chưa có chuyển qua cái mùi hôi hôi ha. Thôi nói nghe nè, chết lâu chưa mà ở dưới lòng đất mới chui lên, cái hang mình ở đâu chỉ coi. Ồ cái hang đó đâu phải, cái hang là to lắm, chỗ nào mà mình chui lên á. Ấm bụng chui lên hả? Chết lâu chưa? Chết lâu thì gật đầu, chết mau thì lắc đầu. Chết lâu ha. Có biết nghe tiếng Nam Kỳ không? Có biết nghe tiếng Nam Kỳ không? Không mà lắc đầu gì trời ơi. Trời ơi tôi đang nói tiếng miền Nam nè. Đâu phải nói tiếng Bắc đâu mà không biết. Không biết nghe tiếng Bắc luôn hả? Ê. Ê. Không giữ nha. Làm tầm bậy nha. Cho xin sống ngàn đêm đi. Rồi ở đây cảm thấy hiền thì người ta cho ăn. Đó. Muốn ăn cái gì thì nói. Vong này nghe được các bạn nhưng mà nói không được ha.
Thọ lên đây đi, đừng ở dưới. Ở dưới thấy vậy chứ không an toàn đâu, ở đây ma da nhiều lắm. Ma da nó bắt hai bông linh luôn á. Nó thấy hai bông linh hay là mà không biết là thịt béo bở ở trong lòng đất mới chui ra là nó sẽ ăn thịt á. Ừ, biết không? Ăn tôm no rồi, đâu cần ăn đồ của tôi làm chi. Ha. À, đây ăn tôm no rồi các bạn. Gì? À, kêu qua làm gì? Kêu qua mà không cho người ta ở đây sống sinh tồn một ngàn đêm sao quá? Cho người ta, cho luôn hả? À, phải cho người ta coi mọi dạng coi như thế nào, hình thù như thế nào, có đẹp hay xấu. Chắc đẹp mà. Ừ. Cứ đứng đây. Đứng đây. Tao cho con hình thù coi. Trời trời. Nhìn thấy tướng giống như mấy ông vô gia cư kiểu như là sống mà không có tắm luôn các bạn. Ghê. Hay là mình là người vô gia cư? Có phải là người vô gia cư không? Trời trời, bể má luôn các bạn ơi. Ui má ơi. Họ đâu rồi? Rồi, cam bị bể hết con mắt các bạn. Có không ta? Nghe sụt sụt sạc. Có thể là họ chui vô trong cái lùm này hay lùm bên kia đó các bạn. Mình mới nghe tiếng sụt sạc nè. Lại thật trời. Không lẽ cái hang của họ là ở trong một cái bụi dứa như thế này. Ở đây thùng mốt ở đâu tấp về quá trời luôn bà cô chú và các bạn, quá trời khủng khiếp. Dép cũng có.
Hình như là họ không thấy mình, quý anh chị và cô chú. Kiếm gì vậy? À, cái bông đó lên nó tìm mình các bạn. Hình như là ở đây có hai bông. Tại vì mình thấy hai mạo dạng rất là khác với nhau bà cô chú. Thì bông bên đây hiện giờ là họ trốn ở trong lòng đất hay sao rồi? Tại vì mình cảm thấy hai bông này bùng nước không à, nhớt không, ma da thì không phải ma da ông bà cô chú. Nó cũng giống giống ma da mà không phải, mình cảm thấy không phải ma da, là nó bò, nó nhảy nhảy. Cầm cây đâu rồi, tấm bảng đài truyền hình nãy đâu rồi, lấy ra cho tôi xem coi. Ha, không có chơi chọi nha, chơi chọi là xấu lắm á. Bông này chết lâu chưa? Cảm thấy nãy giờ ở trong một vong, bên ngoài một vong là hai vong đó. Vong bên ngoài thì hiện giờ họ chui vô hang rồi, chui lòng vô lòng đất rồi. Còn vong của mình ở bên đây á là ở trong lùm lát phải không? Chết lâu chưa? À, lâu rồi các bạn. Có muốn về cho tu tập để sám hối để chuyển kiếp không? Muốn thì lên. Muốn lên đây nè, tôi cho ăn uống rồi lên. Muốn rồi lên. Ừ, nghe nói kiểu như gạt gạt đầu muốn giúp gì đó thì mình phải lên bờ chứ. Ừ, lên cho xem mọi dạng một xíu. Thấy tướng là lạ quá, không biết lớn tuổi hay nhỏ tuổi nữa. Lớn tuổi chưa? Lên, lên nè. Mày dưới nó chạy luôn các bạn. Ôi, ở đâu chạy? Ôi rồi mấy gột. Mất tiêu các bạn. Trời ơi, dụ mình các bạn ơi, cái bông này thiệt tinh á. À, trốn hết rồi ha. Vậy là cho tôi xin tá túc đây. Giờ này cũng một mấy hai giờ rồi các bạn. Để mình lấy bánh ra mình mời họ thử coi họ dùng hay không. Thấy mình đón vong này họ ở dưới sông dưới nước họ ăn tôm không các bạn ơi. Ba cái bánh trái họ đâu có ăn. Nói chứ mình cúng kiến cho họ dùng các bạn. Mình không biết là họ vong linh từ thời nào, nhưng mà mình cảm thấy giống như cái thời mà
vua Bảo Đại còn sinh thời đó không bà cô chú? Vua Bảo Đại là của Việt Nam mình à. Kiếm cái gì mà để ăn sống sinh tồn bằng tay không ở đây mình cảm thấy rất là khó mà cô chú. Giờ của người ta thì mình leo lên mình lấy mình ăn cắp, cái đó là mang một cái tội. Mà giờ họ cho mình leo cũng không nổi nữa. Theo uống một hai trái thì họ cũng đâu nói gì đâu. Thì ok mình đi tìm cái thứ gì mà ăn được cái mình hái ăn nha các bạn. Để coi đây có rau gừng gì không ta. Không thấy thứ gì ăn hết các bạn ơi. Ở đây bần cũng không có. Mà đói bụng á, ăn bần thì nó sẽ tiêu dạ dày. Kiếm cây rau gì mà nó có thuốc ăn để hết bệnh ta. Nhiều khi mình có một cái chứng bệnh gì đó lâu năm á, nó không khỏi, rồi bắt đầu mình ăn một cái lá cây gừng nào đó, mình sẽ hết bệnh không bà cô chú. Vậy thôi bây giờ clip này nó cũng hơi là dài các bạn. Hành trình của mình sống ở đây có thể là một ngày một đêm. Quý anh chị và cô chú nhớ theo dõi những clip sau. Vậy thôi mình lên võng mình nghỉ. Rồi đến khi chiều mình khỏe mình sẽ ghi hành tiếp nha cả nhà. Hiện giờ vong thì không còn thấy nữa ông bà cô chú. Rồi cảm ơn ông bà cô chú đã xem video. Bye bye cả nhà.